Tập 3, Sabito và Makomo. Sau khi hồi phục từ bài kiểm tra trước, Tanjiro liền tiếp tục khởi hành vì sứ mệnh đưa Nezuko trở lại. Lực lượng diệt quỷ bao gồm hàng trăm thành viên, một tổ chức không được chính phủ công nhận. Tồn tại đã hàng trăm năm nhưng cho đến nay, không ai biết người đứng đầu tổ chức là ai cả. Lỗ quỷ chúng thật man rợ, không ai biết chúng sinh ra từ đâu và xuất hiện từ khi nào. Sức mạnh thể chất phi thường, khả năng hồi phục thần tốc, bị cắt vẫn nối lại và còn có thể mọc mới ngay sau đó. Chúng chỉ có thể bị giết bởi ánh nắng hoặc bị chặt đầu bởi những thanh kiếm đặc biệt. Người trần mắt thì thua thiệt bọn chúng gấp vạn phần nhưng họ vẫn quyết tử vì cuộc sống bình yên. Ông bác đây không phải người huấn luyện duy nhất mà ngoài ra còn rất nhiều những người như thế. Và Tanjiro phải vượt qua được buổi sàng lọc cuối cùng diễn ra ở ngọn núi Fujikasame để có thể tham gia vào binh đoàn sát quỷ. Cậu có đủ tư cách để tham gia hay không đều do ta quyết định. Tanjiro phải cố gắng kiên trì rèn luyện để không phải nhận cái chết ở buổi sàng lọc đó. Cậu ấy dần học được cách né những cái bẫy một cách linh hoạt. Bây giờ không chỉ có sức mạnh được cải thiện, mà cả khả năng người cực thính cũng được nâng tầm vĩ mô. Tuy nhiên mấy cái bẫy ngày một quá đáng lắm luôn á, không khéo lên bàn thờ mất. Hôm nay Tanjiro được cầm thanh kiếm mà luyện tập, những tưởng trông ngầu lắm chứ ai dè dính trưởng liên tục. Khó khăn hơn tưởng tượng, hôm nay là tập chém, vung muốn rớt bà cánh tay nhưng vẫn phải hoàn thành đủ 1.000 lần. Đủ rồi thì thêm 500 lần nữa nhá. Mỗi cuối ngày cậu đều viết lại nhật ký để một ngày nào đó sẽ kể cho Nezuko nghe. Hôm nay sẽ là cách dùng kiếm, dù lực chém dọc rất lợi hại nhưng lực chém ngang lại rất yếu, cho nên phải nương kiếm theo chiều dọc mà chém xuống. Nếu Tanjiro mà để kiếm mình gãy thì ông ta cho xương cậu ấy như thanh kiếm luôn. Ngày mà Tanjiro thực chiến cũng tới và đối thủ của cậu ấy không ai khác ngoài ông thầy. Dù khứa học trò có tiến bộ tới cỡ nào cũng xin cái tuổi luôn. Như thường lệ dù mệt mỏi ra sau nhưng vì Nezuko cậu ấy phải quyết tâm. Hôm nay sẽ học về nhịp thở và tư thế. Tất cả có cả 10 thể của nhịp thở của nước, nhớ hít một hơi dài để oxy thầm vào toàn bộ cơ quan bên trong cơ thể. Điều này sẽ giúp tăng khả năng tự chữa lành bệnh bên trong. Tanjiro vừa hít một hơi đã bị thụt cho phát vì sai nhịp. Dù có thủ đủ tư thế nhưng chật lất thế là bị thụt không chừa phát nào. Chưa thích nghi được thì Tanjiro chuyển sang bài học nhẹ nhàng hơn là bị đá rớt bà xuống thác nước nha. Nói chung là cũng nhàn thôi, đó là Nezuko nằm yên bất tỉnh 6 tháng liền còn Tanjiro thì thấy cũng tội thôi cũng kệ. Mặc dù không có gì bất thường về mặt sinh lý nhưng bất tỉnh lâu như thế trông thật đáng lo. Cậu ấy lo lắng một ngày nào đó, khi mình tỉnh dậy và phát hiện em ấy đã ra đi, chắc hẳn ngày đó thật tuyệt vọng. Chính vì lẽ đó, cậu ấy phải càng chui rèn hơn bao giờ hết. Khó khăn nào cũng phải vượt qua, thất bại nào cũng phải chiến thắng. Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao nhưng nhất định phải sống và chiến đấu hết mình vào hôm nay. Một năm trời training cũng đã đủ, phần còn lại phụ thuộc vào Tanjiro hết. Nếu cậu có thể chém đứt tảng đá này, ta sẽ để bạt cậu tham gia buổi sàng lọc cuối cùng. Ông ấy đã không còn gì để dạy cho Tanjiro nữa, tự lực mà gánh sinh thôi. Cũng may nhát đầu không gãy kiếm, chứ không Tanjiro tạch từ vòng gửi xe mất. Và thế là hàng ngày cậu đều chuyên tâm luyện tập hết bài này đến bài khác. Nhưng chưa bao giờ là đủ, phải cố gắng hơn rất nhiều. Dù có bất lực lắm nhưng Tanjiro quyết không đầu hàng, liên tục thúc giục bản thân tiếp tục kiên cường. Chợt từ đâu xuất hiện một anh chàng với cái mặt nạ. Cậu ta cảm thấy khá khó chịu với những thứ mà Tanjiro làm, thật yếu đuối, chẳng đáng mặt nam nhi. Cậu còn định ngồi lì ở đó đến bao giờ, cậu thậm chí còn không có lập trường, Tanjiro nghe mà tức á, cậu ta cũng đâu vừa. Nhưng khi nghe Tanjiro lo về việc kiếm gỗ với kiếm thật đồ thì phá lên cười lớn. Cảm ơn vì lo cho tôi nhưng cậu nghĩ có trình làm tôi bị thương sao? Nói được làm được, cậu ta quá nhanh, quá mạnh, phút chốc đã hạ gục Tanjiro. Rồi thẳng thắn chê trách Tanjiro chẳng lĩnh hội được con khỉ gì cả. Nhất là kỹ thuật hít thở của sư phụ. Cậu chỉ xem chúng như mớ lý thuyết cần nhớ còn cơ thể chả biết làm gì cả. Hãy khắc sâu nó vào da thịt, quyết liệt hơn nữa, dữ dội hơn nữa. Hãy để những lời dạy của thầy thâm sâu vào cơ thể và không lãng quên chúng, khắc ghi nó vào tận xương tủy. Tanjiro đang cố đấy thôi nhưng cậu ấy lại chẳng đạt được thành quả gì, vậy thì phải cố gắng hơn nữa. Nếu đã quyết tâm, cậu không còn đường nào khác ngoài không ngừng tiến lên phía trước. Chơi tới bến đi, cho tôi thấy sự quyết tâm thật sự của cậu đi. Mặc dù tấn công rất quyết đoán nhưng cậu ta quá out trình. Sau khi cậu ta xử lý xong thì nhờ cô em giải quyết phần còn lại. Cô bé tên là Makomo và cậu lúc nãy là Sabito. Sabito giúp chỉ ra những khuyết điểm còn cô bé này giúp tôi khắc phục và loại bỏ những động tác thừa. Mặc dù đã hỏi lý do làm vậy hay cả hai đến từ đâu cũng không nhận được câu trả lời. Chỉ biết cả hai đều rất yêu quý sư phụ Uzokodaki. Cô bé bắt đầu giải thích rõ ràng hơn về hơi thở cô độc. Nó sẽ giúp anh có sức mạnh ngang ngửa với quỷ nhưng vẫn giữ được hình dáng của con người. Điều thiết yếu là phải tăng dung tích phổi. Khi có nhiều không khí tràn vào huyết mạch, máu sẽ lưu thông nhanh hơn, xương và cơ bắp sẽ chuyển sang trạng thái báo động. Nó giúp anh phát triển mạnh hơn. Và muốn được như thế, Tanjiro phải nỗ lực hơn bao giờ hết.
6 tháng sau một lần nữa cậu ấy sẽ thách đấu với Sabito. Lần này cậu ấy đã chịu mang kiếm thật và hơn ai hết Tanjiro thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy xuất sắc đánh bại Sabito chỉ với một đường kiếm, tuy thua nhưng cậu ta vẫn nở nụ cười, một nụ cười buồn vui lẫn lộn, pha một chút niềm hạnh phúc. Đó là nụ cười của sự nhẹ nhõm ư? Sau khi con bé chúc mừng kèm theo vài lời động viên gửi gắm thì biến đi mất. Thanh kiếm chém đôi mặt nạ của Sabito thật chất là chém đôi hòn đá. Tập 4. Buổi sàng lọc cuối cùng. Lý do Tanjiro có thể chiến thắng chính là việc đánh hơi được đường gián đoạn. Nó là đoạn dây mảnh nối liền với lưỡi kiếm. Nó sẽ được căng ra khi thời cơ đến. Việc duy nhất Tanjiro cần làm là chém một đường kiếm ngọt liệm theo đường dây này. Thế là cậu ấy thành công chẻ đôi hòn đá một cách thuyết phục. Nhưng sư phụ lại không muốn Tanjiro tham gia nữa. Ông ấy không muốn nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào của mình bị giết. Ta thật không ngờ con có thể chém đôi được nó đấy. Con làm tốt lắm. Hứa với ta là phải quay về sau buổi chọn lọc đấy. Đêm hôm đó, hai thầy trò ăn một bữa thật thịnh soạn. Tanjiro đã vượt qua bài huấn luyện rồi thì coi như là lễ ăn mừng đi. Nhìn thấy học trò tiến bộ vượt bậc như thế nhưng trong lòng ông ấy vẫn rất bất an. Từ giờ trở đi con sẽ phải đối diện với muôn trùng khó khăn phía trước. Đương nhiên là ta sẽ không thể giúp gì cho con. Vì thế phải vững vàng lên nhé. Nói gì thì nói ông ấy rất lo lắng cho Tanjiro rồi. Phải mau ăn chóng lớn, như thế mới khỏe mạnh lên được. Mới chống chọi lại lũ quỷ, căn bản là sức mạnh của chúng sẽ tương đồng với sức mạnh của số người mà chúng ăn được. Thậm chí có những con có được nhiều sức mạnh làm cho chúng có thể thay đổi hình dáng. Nguy hiểm hơn là kỹ năng của chúng rất kinh khủng. Nói rồi ông ấy đưa cho Tanjiro một cái mặt nạ. Nó đã được niệm thần chú cầu may mắn đến cho người đeo. Một chiếc mặt nạ ngừa tai họa. Sáng hôm sau, trước khi Tanjiro lên đường, cậu ấy chào em gái một tiếng cùng lời hứa nhất định sẽ quay trở về. Rồi đến khi chào sư phụ cũng không quên gửi lời đến cả Sabito với Makomo nhưng thật bất ngờ, hai đứa trẻ đó đã chết. Con đường đến với địa điểm tham gia trông thật đẹp đẽ mỹ miều. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, có ai ngờ nó lại là con đường dẫn đến một nơi có đi mà không có về đâu chứ. Trước Tanjiro có khá đông chiến binh máu mặt, đông đủ rồi thì hai chị em sinh đôi phổ biến thể lệ cuộc thi, có rất nhiều quỷ đang bị giam cầm trong núi. Bởi vì hoa đậu tiến này là thứ mà chúng rất ghét và chúng mọc khá nhiều từ chân tới thân núi nhưng kể từ đây trở lên sẽ không có bất kỳ cây nào, đổi lại có rất nhiều quỷ. Để có thể vượt qua buổi sàng lọc, các bạn phải sống sót ở đây sau 7 ngày. Và giờ, xin hãy bắt đầu đi nào. Tanjiro quyết đoán đơn thân độc mã khẩn trương hành động, kế hoạch của cậu ấy là sống sót hết đêm nay cho tới sáng sẽ ổn thôi. Vì ưu tiên cần tìm chỗ sẽ có ánh sáng sớm nhất nên cậu ấy chạy về hướng đông. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Chưa được bao lâu cậu ấy đã đánh hơi thấy mùi của quỷ. Không phải một con đâu mà tận hai con, cơ mà chúng lại đánh nhau giành con mồi mới ghê. Đối diện cùng lúc hai con nên Tanjiro hơi rén một chút. Hai đánh một không chuột cũng què, cơ mà Tanjiro nhanh chóng lấy lại tinh thần sự tự tin, hơi thở của nước, mùi hương của sợi chỉ, thể thứ tư, sóng chiều xung kích. Double kill, một đường kiếm chết hai con quỷ, quả thật không uổng công luyện tập mà. Thanh kiếm này được tạo bởi một loại thép đặc biệt và là thứ duy nhất có thể giết quỷ. Chúng có tên là Nhật Luân Kiếm. Diệt xong Tanjiro còn tốt bụng cầu siêu cho bọn chúng nữa, mà siêu này thối quắc. Biến to xảy ra rồi, một con quỷ cực kỳ kinh khủng khiếp. Quay trở lại một chút, anh em bọn họ đang trao đổi về việc Tanjiro có thể đánh bại được hắn không đây. Hắn ở đây là tên gớm ghiếp kia sao? Và câu trả lời của Satobi là khó lắm, cố gắng nhiêu đó là chưa đủ. Một con quỷ siêu to siêu khổng lồ với hàng tá cánh tay lực lưỡng. Nó vừa sơi được một kiếm sĩ liền hấp thụ và biến đổi. Đúng như những gì sư phụ nói, kỹ năng của chúng quá bá đạo. Vì sự tốt bụng nghĩa hiệp không thể trơ mắt đứng nhìn nên Tanjiro quyết cứu cậu ta, hơi thở của nước thể thứ hai, bánh xe nước. Nhìn Tanjiro mà hắn lên giọng mỉa mai, lại thêm một con rời mặt nạ cáo nữa sao? Rồi hắn tiếp tục hỏi năm nay là năm minh trị thứ mấy, nghe Tanjiro bảo đã là thời đại chính thì hắn giận dữ hóa điên. Miệng liên tục chửi rủa vì hắn đã bị nhốt ở đây quá lâu bởi Uroko Daki, hắn hận ông ta lắm. Ra là ông ấy chính là người đã tống hắn ta vào đây. Hắn không bao giờ quên mối hận thù đã 47 năm, từ cái thời kỳ Edo của những năm Kedo. Thật không thể ngờ, lũ quỷ ở đây cùng lắm ăn được 2-3 đứa, vậy mà tên này bảo hắn đã ăn tận 50 đứa, sống dai thành huyền thoại sao. Rồi hắn đếm tới 14, đó là số học trò của Uroko Daki mà hắn đã ăn. Và 14 đó tính luôn cả Tanjiro, hắn thề hắn sẽ ăn hết chúng. Hắn nhớ lại có hai đứa nổi bật với hắn chính là Sabito với Makomo. Lúc bấy giờ Tanjiro mới ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Rồi hắn tiếp tục sỉ nhục Tanjiro, lão già ấy chỉ giỏi làm màu, mặt nạ ngừa tai họa đồ, bọn chúng đeo nó rốt cuộc cũng vào bụng ta hết mà thôi. Như thể chính tay lão dâng chúng vào bụng ta vậy. Khi ta nói vậy con nhỏ đó đã tức đến mức chảy nước mắt. Nó bắt đầu di chuyển ẩu tả và bị tao xé xác.
Và Tanjiro cũng thế, cậu ấy cũng nổi điên và lao tới. Bình tĩnh nào Tanjiro, hơi thở cậu đang loạn nhịp, đừng lo cho bọn tớ. Đánh một đấm cực mạnh khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự. Một lần nữa chuyện này lại lặp lại ư. Hắn được một fan đắc ý. Trước cái khoảnh khắc bị tóm, Tanjiro được gọi dậy bởi đứa em. Tên quỷ bất ngờ lắm nhưng hắn như thể con mèo đang vờn con chuột nhắt vậy. Dù Tanjiro có chém bao nhiêu cánh tay cũng không đủ. Không thể hạ tên quỷ bằng cách này, ngay cả thằng tóc hồng kia còn chẳng thể chém xước đầu tao nữa là. Tanjiro không những không chùn bước, cậu ấy còn khuyết hạ nó trước khi có thêm ai đó hy sinh. Đòn đánh lén của hắn từ phía dưới đã được Tanjiro ngửi thấy, nhưng ở trên không thì quá thất thế. Anh có nghĩ rằng Tanjiro sẽ thua không? Đánh vào cổ hắn rất khó, cậu ấy có thể thua, cũng có thể thắng, dù sao đi chăng nữa. Có một sự thật không thể phủ nhận, đó là Tanjiro là người đã chém tảng đá cứng nhất và to nhất trong tất cả các hòn đá. Bằng sức mạnh thể chất, Tanjiro nhanh nhẹn linh hoạt đánh bay tất cả chướng ngại vật để tiếp cận hắn ta. Hắn thì ỷ lại sự che chắn, tuổi gì chém được ta? Thể thứ nhất, khi hắn thất bại cũng là lúc hắn kết thúc cuộc đời mình như những kẻ kia. Một đòn cực kỳ chuẩn chỉnh và chính xác đóng hòm trận đấu. Thủy diện chảm, này thì sống dai. Tập phim hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc ý kiến về video hãy comment ở phần bình luận cho chúng mình biết nha. Đừng quên like, share, nhấn chuông thông báo và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh phát triển hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.